trưa nay siêu bão Mang-Khuốt nhiều khả năng đi vào Biển Đông. Cơ quan khí tượng Thủy văn nhận định vào trưa nay, chậm nhất là chiều nay 15 tháng 9, siêu bão đi vào khu vực Đông Bắc của Biển Đông, bão mạnh cấp 14, 150 đến 165 km/h, giật cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 15 tháng 9, siêu bão Mang-Khuốt đã đổ bộ vào phía bắc đảo Luzon, Philippines. Vị trí tâm siêu bão ở khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 185 đến 200 km/h, giật cấp 17. Trong ngày và đêm nay, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, hơi chích bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Cơ quan khí tượng khẳng định khoảng trưa và chiều nay siêu bão đi vào khu vực Đông Bắc của Biển Đông. Sáng sớm 16 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 610 km về phía Đông Nam, bão mạnh cấp 14, 150 đến 165 km/h, giật cấp 17, phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400 km tính từ vùng tâm bão, phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200 km tính từ vùng tâm bão. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc, Biển Đông có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, 15, giật trên cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ hướng và tốc độ di chuyển. Sáng sớm 17 tháng 9, tâm bão ở trên khu vực phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Sau đó, bão dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng núi phía Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, vùng núi phía Bắc có nơi trên 300mm, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 100 đến 200mm. Quảng Ninh được dự báo là tâm điểm của siêu bão Mang-Khuốt đổ bộ. Bắt đầu từ ngày mai thứ Bảy, các cơ quan liên quan phải trực thường xuyên tại một số địa bàn trọng điểm, bí thư chủ tịch không thể vắng mặt. 300 khách du lịch tự nguyện ở lại đảo Cô Tô, hơn 350 lồng bè đã được gia cố đảm bảo an toàn, ngoài ra đã có phương án di dời dân đến nơi cao ráo an toàn. Đây là những triển khai mà Quảng Ninh sẽ thực hiện ngay sau khi hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 14 tháng 9 về ứng phó với siêu bão Mang-Khuốt dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 17 tháng 9 tới. Theo dự báo, Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Mang-Khuốt, vì vậy công tác tập trung chỉ đạo đang được đẩy nhanh. Đây là cơn bão rất mạnh, có đường đi ổn định và tốc độ di chuyển nhanh. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu 14 huyện, thị xã, thành phố khẩn trương có các biện pháp chủ động ứng phó với bão Mang-Khuốt, sẵn sàng kêu gọi tàu bè di dời dân ở khu vực ven biển và nơi có nguy cơ sạt lở cao. Bắt đầu từ ngày mai thứ Bảy, các cơ quan liên quan phải trực thường xuyên tại một số địa bàn trọng điểm, bí thư, chủ tịch không thể vắng mặt. Quan điểm phát huy lực lượng tại chỗ như quân đội, công an, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ vẫn là quan trọng. Tỉnh quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiệt hại tối đa về tài sản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Quý Hậu nói. Ông Hậu cũng yêu cầu các địa phương thực hiện cao điểm việc chuẩn bị các phương án sẵn sàng chống bão trong hai ngày cuối tuần. Trước mắt, lệnh cấm biển sẽ được thực hiện với các tuyến bão, các hộ dân sinh sống ở lòng bè và di dân ở những khu vực bãi thải, ven sông, suối, những nơi có nguy cơ sạt lở cao, dứt khoát thực hiện trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Được biết, một số địa bàn trọng điểm có đê sung yếu như thị xã Quảng Yên, huyện Tiên Yên đã có các phương án đảm bảo an toàn cho mùa màng và di dân khi cần thiết. Hơn 300 du khách du lịch, trong đó có 2 khách nước ngoài tình nguyện ở lại đảo Cô Tô, chính quyền địa phương cũng đã đề nghị các chủ nhà nghỉ, khách sạn đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm và có phương án đảm bảo tuyệt đối cho du khách lưu trú trên đảo. Theo ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, thành phố đã triển khai theo tinh thần đây là cơn bão siêu mạnh với những rủi ro lớn.
Đến thời điểm này đã có hơn 1.000 tàu thuyền khai thác thủy sản được kêu gọi về bờ, 400 bè hoạt động trên sông biên giới căn cứ vào tình hình thực tế sẽ cho dừng hoạt động, hơn 350 lồng bè đã được gia cố đảm bảo an toàn. Chính quyền cũng đã có phương án di dời người dân có thể bị ảnh hưởng nặng nề đến nơi cao ráo, nhà văn hóa, trường học, doanh trại quân đội hoặc các nhà kiên cố ở gần nhất. Bão chồng siêu bão, người dân Hà Nội lo tích trữ thực phẩm. Nghe tin cơn bão số 5 sắp đổ bộ gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, sáng nay nhiều người dân Hà Nội đã đổ xô đi mua thực phẩm dự phòng, khiến rau xanh, thịt cá đắt như tôm tươi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vị trí tâm bão số 5 sẽ ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Móng Cái khoảng 350 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60-90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng thông báo siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, 200-220 km/h. Siêu bão này sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 2 ngày tới. Một tiểu thương tại chợ Nghệ Tân, Cầu Giấy cho biết do tâm lý dự trữ thực phẩm tránh bão của người dân nên sáng nay các tiểu thương tại chợ đều lấy nhiều hàng hơn để bán. Chợ hoạt động sớm hơn thường ngày, ngay từ sớm tinh mơ, chợ đã tấp nập người mua hàng. Thay vì xách lành đi chợ như mọi khi, sáng nay nhiều người mang giỏ lớn để đựng được nhiều đồ. Các quầy hàng bán thịt lợn, thịt bò đã sớm hết hàng mặc dù mới 7:30 sáng. Nữ tiểu thương bán cá cho hay, khác với mọi ngày, hôm nay các loại cá trắm, cá chép, cá rô phi bán được nhanh chóng. Rau xanh cũng đắt như tôm tươi bởi chị em đề phòng giá rau tăng giá khi bảo vệ. Cửa hàng bán đồ khô như lạc, vừng, miến, mì cũng khá chạy hàng. Tuy khá đắt hàng nhưng qua khảo sát của phóng viên, giá cả các mặt hàng hôm nay vẫn giữ mức ổn định. Chính cơn bão xuất hiện cùng lúc chuyên gia cảnh báo điểm bất thường. Daily Mail ngày 12 tháng 9 chia sẻ loạt ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực trên khắp thế giới đối mặt với các cơn bão mạnh. Loạt ảnh vệ tinh nói trên cho thấy Florence đang tiến gần bờ biển Bắc Carolina của Mỹ chỉ là một trong 9 cơn bão đang di chuyển trên khắp thế giới. Thế giới đang đối mặt với nguy cơ bị 9 cơn bão tấn công trong tuần này. Theo bức ảnh vệ tinh nói trên, bão Helene và bão Isaac đang chuyển động ở Đại Tây Dương trong khi bão 95L đang hướng về vùng Caribbean. Bão Olivia đang hướng về Hawaii, trong khi bão nhiệt đới Paul đang tiến về bờ biển Tây của Mexico. Có thời điểm bão Olivia đạt sức gió 160 km/h. Bão 91W, bão Mangkhut và bão Barejat đang ở phía Tây Thái Bình Dương và nhiều khả năng sẽ di chuyển về khu vực Đông Nam Á. Theo các chuyên gia về bão, việc nhiều cơn bão xuất hiện cùng lúc ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là điều bất thường. Bão Helene đang ở cấp độ 2, nhiều khả năng sẽ không đổ bộ vào đất liền. Thay vào đó, cơn bão này được dự đoán là sẽ trôi dạt vào Đại Tây Dương sau khi nó di chuyển đến vùng nước lạnh hơn. Tuy đã suy yếu, nhưng bão nhiệt đới Isaac vẫn còn sức gió mạnh 95 km/h. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC đang theo dõi sát sao cơn bão nhiệt đới này trong khi nó di chuyển về vùng Caribbean. Theo NHC, bão nhiệt đới Isaac sẽ di chuyển đến khu vực trung tâm của biển Caribbean. Vào cuối tuần này, cơn bão nhiệt đới này sẽ gây mưa và gió lớn ở nhiều khu vực thuộc quần đảo Antilles, biển Caribbean. Gần đó, bão 95L đang chuyển động ở khu vực phía nam của vịnh Mexico gây mưa và gió. Giới chức đặc biệt chú ý 95L vì nó có thể hướng về đông Mexico và nam Texas, Mỹ trong vài ngày tới. Bão Barejat, Việt Nam gọi là bão số 5, đang tiến về eo biển Luzon, nằm giữa Đài Loan và Philippines. Tuy nhiên, đây không phải là cơn bão duy nhất được dự đoán là sẽ đổ bộ vào Philippines. Siêu bão Mangkhut nhiều khả năng cũng sẽ tấn công Philippines trong tuần này, gây lụt lội, sạt lở và sóng lớn. Mangkhut đã đạt sức gió mạnh nhất là 254 km/h và đang được xem là cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines trong năm nay.
Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của 10 triệu người Philippines sống trên đường đi của cơn bão khủng khiếp này, ông Rija Goyon, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Philippines, chia sẻ. Thiệt hại tài sản mà bão Mang Khuốt gây ra với Philippines ước tính 250 triệu USD.